đại diện Đông Nam Á tạo nên những cú sốc ở vòng loại U19 châu Á. U19 Lào giành vé tham dự giải U19 châu Á. Trước nay, khu vực Đông Nam Á vẫn được xem là vùng trũng trên bản đồ bóng đá, kể cả lứa trẻ. Trong những năm gần đây, dù bóng đá Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ nhưng giới chuyên môn vẫn không đánh giá cao các đại diện của Đông Nam Á. Thế nhưng, ở vòng loại giải U19 châu Á, tất cả đã có cái nhìn khác. Các đại diện của Đông Nam Á đã thi đấu quá xuất sắc và đưa những người hâm mộ đi từ bất ngờ này cho tới bất ngờ khác. Chẳng ai có thể ngờ được ngay cả những đội bóng vết đĩ như U19 Lào hay U19 Campuchia có thể tạo nên những kỳ tích. Đặc biệt, U19 Lào đã lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự giải đấu cấp độ châu Á. U19 Lào đã khởi đầu vòng loại giải U19 châu Á với bất ngờ lớn khi suýt nữa giành chiến thắng trước U19 Australia. Họ đã vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhưng để đối thủ san bằng tỷ số 2-2. Sau đó, U19 Lào đã hạ gục cả U19 Đài Bắc Trung Hoa lẫn U19 Macau, Trung Quốc, ở hai lượt đấu tiếp theo. Đặc biệt, trận đấu quyết định với U19 Đài Bắc Trung Hoa đã cho thấy bản lĩnh tốt của các cầu thủ trẻ Lào. Họ dẫn trước 2-0 nhưng đã xuất sắc bảo vệ thành quả, tỷ số cuối cùng là mùng 2 tháng 1, chứ không đánh rơi chiến thắng như trước U19 Australia. Với 7 điểm sau khi kết thúc vòng bảng, U19 Lào đã lọt vào vòng chung kết U19 châu Á với tư cách đội thứ nhì xuất sắc nhất, xếp trên cả U19 Việt Nam. Cũng như U19 Lào, U19 Campuchia đã gây bất ngờ lớn. Sau khi thất bại với tỷ số 4-5 trước U19 Malaysia trong ngày ra quân, họ đã thắng liền 3 trận trước U19 Northern Mariana Island, U19 Thái Lan, U19 Brunei. Chiến thắng trước ông cả U19 Thái Lan là minh chứng cho sự trỗi dậy của U19 Campuchia. Nên nhớ, cách đây không lâu, đội U18 Campuchia từng hạ gục U18 Thái Lan ở giải U18 Đông Nam Á. Nó cho thấy bóng đá Campuchia không còn là vị thế của kẻ lót đường ở khu vực Đông Nam Á mà có thể nghĩ về những điều xa hơn. U19 Campuchia nằm trong số 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất ở thời điểm này, đủ điều kiện dự vòng chung kết U19 châu Á, nhưng họ vẫn phải chờ kết quả bảng A để có thể biết được số phận của mình. Nếu đội xếp thứ 2 bảng A, gồm U19 Iraq, U19 Oman, U19 Palestine, U19 Kuwait, U19 Pakistan, không có thành tích tốt như U19 Campuchia, 6 điểm, hệ số 3, không tính kết quả đối đầu với đội cuối bảng, thì họ sẽ nối bước U19 Lào tạo nên cơn địa chấn tiếp theo ở vòng loại U19 châu Á. Cùng với U19 Lào, U19 Việt Nam, U19 Malaysia, U19 Indonesia cũng giành vé tham dự vòng chung kết U19 châu Á. U19 Việt Nam nằm trong số những đội bóng xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, U19 Malaysia và U19 Indonesia đứng đầu bảng đấu của mình. U19 Malaysia đã gây ấn tượng khi toàn thắng cả 4 trận đấu ở bảng G với hệ số 23. Trong đó, họ đã xuất sắc hạ gục U19 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng. U19 Indonesia cũng vượt qua U19 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, U19 Hồng Kông, U19 Timor-Leste để dẫn đầu bảng K với 7 điểm. Như vậy, Đông Nam Á có tới 4 đại diện tham dự giải U19 châu Á 2020, chưa tính U19 Campuchia đang chờ. Ở hai giải đấu năm 2014 và 2018, khu vực này cũng có 4 đại diện tham dự. Tuy nhiên, khi ấy Myanmar và Indonesia đều là chủ nhà. Do đó, có thể xem đây là vòng loại chứng kiến nhiều đại diện Đông Nam Á đi tiếp nhất từ trước tới nay. Thậm chí, nếu U19 Campuchia giành vé, giải U19 châu Á 2020 sẽ chứng kiến nhiều đại diện Đông Nam Á tham dự nhất. Đó là tín hiệu đáng mừng cho khu vực đang cố gắng vươn mình trên bản đồ bóng đá. Thậm chí, trong tương lai, nếu họ có thể mơ giành vé dự giải U20 thế giới thì cũng phải là điều quá viển vông. Theo dân trí,